Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác dân vận nên các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì một lần nữa vai trò của công tác dân vận được phát huy. Những năm qua, thực hiện di huấn của Bác về công tác dân vận, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể được củng cố tăng cường, làm tốt công tác vận động, huy động sức mạnh của toàn dân trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Nhiều địa phương trong tỉnh đã khơi dậy sức dân để nhân dân tích cực tham gia các công trình như hiến đất làm đường giao thông, xây trường học, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng công trình thủy lợi, tham gia thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả và truyền đạt kinh nghiệm cho bà con nông dân trong khu vực. Các công trình phần việc trên đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, đơn vị được tỉnh chọn là địa phương thực hiện năm dân vận khéo. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã tích cực đóng góp công sức, hiến đất xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Với năm dân vận khéo năm nay, xã Minh Diệu đã huy động nhiều nguồn lực với tổng trị giá gần 36 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình an sinh phúc lợi xã hội trên địa bàn. Mục tiêu đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Quần chúng nhân dân rất đồng tình hưởng ứng các phong trào cách mạng ở địa phương. Từ đó đã trên địa bàn xã đã có hình thành là được cái nhiều tuyến đường kiểu mẫu, góp phần là xây dựng là xã Minh Diệu là đạt chuẩn là xã văn hóa nông thôn mới, và từng bước là để là công nhận xã là nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Thời gian gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thì công tác dân vận được phát huy. Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề dù cũng gặp khó do dịch bệnh, nhưng vẫn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, mặt trận các cấp, đóng góp kinh phí hiện vật cùng chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đơn vị chúng tôi cũng đã chia sẻ góp phần nhỏ để hỗ trợ về vật chất cho các địa phương, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch ở các khu cách ly tập trung, như là mì rối, nhu yếu phẩm cần thiết cho những cái bếp ăn, để chung tay chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh sớm vượt qua những cái khó khăn, sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Những ngày qua, Hiệp hội Tôm Bạc Liêu đã tích cực hưởng ứng và đóng góp vật chất cho các khu cách ly tập trung, chung tay cùng chính quyền các địa phương giảm áp lực khó khăn, nhất là khi hàng chục ngàn công dân của tỉnh từ vùng dịch trở về địa phương. Hiệp hội Tôm thì vận động trong các thành viên của hội, các bạn bè, các doanh nghiệp để ủng hộ cho Hiệp hội Tôm Bạc Liêu, để cùng là chia sẻ với các huyện, thị xã, thành phố. Thì đến giờ này thì chúng tôi đã thu nhận được 7 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm khác trị giá cũng khoảng 150 triệu. Thì chúng tôi đã đang đi triển khai cho các huyện, thị xã, mỗi một đơn vị là 1 tấn gạo kèm theo một số nhu yếu phẩm khác để góp phần chia sẻ khó khăn với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua phát động chung tay đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã vận động kinh phí và hiện vật trị giá hơn 68 tỷ đồng. Người dân không chỉ đóng góp về vật chất mà còn trực tiếp nấu ăn cho các khu cách ly với mong muốn giúp bà con quê mình dời bớt khó khăn trong cuộc sống. Phải nói rằng là các cái hoạt động của nhân dân Bạc Liêu thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch, mang ý nghĩa nhân văn và cũng thể hiện được tình tương thân tương ái, thể hiện được nghĩa đồng bào. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao cũng như biểu dương sự đóng góp của nhân dân Bạc Liêu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh cho công tác dân vận nói chung và cho công tác phòng chống dịch của tỉnh thời gian qua nói riêng. Những cái hoạt động này nó góp phần rất là lớn trong cái việc kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống dân vận thì tôi xin được gửi đến các đồng chí cán bộ, công chức làm tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở lời chúc sức khỏe và rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác dân vận, nhất là phải gần dân, sát dân và chuyển mọi hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Đó là những việc làm thiết thực và cũng là hành động thiết thực của các đồng chí để trong việc triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, giữa lúc cán bộ nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Vẫn còn không ít khó khăn thách thức, song với kết quả về công tác dân vận trong thời gian qua, sự chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân, tin rằng Bạc Liêu sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 cũng như những năm tiếp theo.